Xin chào quý anh chị các bạn. Chào mừng quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh Tô Tam Su và Tài Hà Tử Liêm. Tôi xin chia sẻ nội dung chính của kênh đối với quý anh chị các bạn lần đầu tiên đến với kênh ạ. Đại lý Tô Tam Su và Tài Hà Tử Liêm chuyên mua bán sản phẩm xe cũ, xe đã qua sử dụng. Và chúng tôi xin cam kết những chiếc xe bán ra là không đập đụng, không ngập nước. Nên vậy quý anh chị yên tâm khi sử dụng những chiếc xe mà đại lý bán ra có nguồn gốc lịch sử, bảo hành bảo dưỡng rõ ràng ạ. Và một lần nữa, tôi xin chào quý anh chị các bạn. Nhân vật chính ngày hôm nay là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen như bên cạnh tuần đây ạ. Được sản xuất năm 2020, một chiếc xe rất mới mà quý anh chị có phải đang cần quan tâm. Chiếc xe này đã đi 57.000 km và với giá bán ra tại đại lý Toyota Sua tại Tử Liêm là 970 triệu đồng ạ. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ với số hotline dưới các màn hình. Với một chiếc xe còn mới và với chất lượng, chúng tôi xin cam kết là xe không đụng đụng, không ngập nước. Kèm theo đó là về động cơ, keo chỉ còn nguyên zin ạ. Bên ngoài thất quý anh chị có thể nhìn thấy một diện mạo mới của chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan này. Đèn full LED ở phần đầu xe. Phần thân xe quý anh chị có thể nhìn thấy chúng ta ra vào một trạm vì có chìa khóa thông minh rồi. Ra vào bằng cảm biến nhiệt ạ. Ở đây chúng ta sẽ có gương nhá, xi nhan tích hợp trên gương này, chỉnh điện, cụp điện và tự động cụp. Kết hợp thêm với cả tính năng đó là cảnh báo điểm mù được tích hợp trên gương. Mâm xe như quý anh chị có thể nhìn thấy là 18 inch. Mâm đúc nhìn rất đẹp. Rất rộng ạ. Rồi. Mọi dụng cụ tháo lắp này, cả lốp dự phòng đây. Mọi người có thể thấy ở đằng sau cốp này. Đó. Cốp rất rộng nhá, giúp quý anh chị có thể để đồ. Và trang bị an toàn phía sau đó là cảm biến sau, cảm biến góc và có cả mắt camera phía sau lùi phía sau ạ. Đến phần nội thất bên trong xe thì ở đây chúng sẽ có rất nhiều trang bị cho quý anh chị các bạn nhé. Phiên bản 2.5Q với nội thất màu đen, ghế da, có ghế chỉnh điện này, cả hai hàng ghế phía trước. Và chúng ta sẽ có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport này. Có phanh điện tay điện tử Auto Hold, có sạc không dây và có một màn hình giải trí rơi vào khoảng là 9 inch kết nối được Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra chúng ta sẽ có điều hòa các vùng độc lập nhau nhá, dễ dàng cho quý anh chị. Và trên phần vô lăng á, nó sẽ có là bọc da rồi, 3 chấu, tích hợp rất nhiều nút phím bấm điều chỉnh, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh truyền bài. Và phần trang bị Auto đó là phần gạt mưa Auto và có đèn Auto. Và gương chống chói trong xe tự động cũng Auto rồi. Ở phía trên chúng ta đã có cửa sổ trời cũng đã được trang bị trên phiên bản này rồi. Và đây mọi người có thể nhìn thấy ở phần táp lô cửa ở đây thì có bọc da này, kèm theo những cái vân giả vân gỗ này, giúp chiếc xe của quý anh chị trên phiên bản 2.5Q này nhìn sang trọng. Và ngoài ra ghế lái của Tuấn có hai vị trí nhiều ghế nhé, có set được hai vị trí ạ. Đó là hàng ghế đầu tiên của xe và xe đã được dán phim cách nhiệt rồi và trang bị cả camera hành trình. Tôi đang ngồi ở phần nội thất hàng ghế thứ hai của Camry 2.5Q rồi. Và điều đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có rèm che nắng phía sau nhé. Có cả bên hông này và có cả phía sau nữa. Ngoài ra cái điều đặc biệt trên 2.5Q mà nhiều xe hạng sang khác không có đó là cái bảng điều chỉnh điều khiển này. Chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được đó là nhiệt độ này, âm thanh này, rèm này, volume và độ ngả của hàng ghế sau nữa. Rất nhiều các chi tiết đã được trang bị. Có cửa gió điều hòa phía sau này và có những ổ cắm sạc nữa. Rất rộng ở hàng ghế thứ hai của Camry 2.5Q ạ. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho quý anh chị các bạn chiếc xe Camry 2.5Q có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, được sản xuất năm 2020, đã đi 57.000 km và đang về bán với giá là 970 triệu cho quý anh chị. Quý anh chị yêu thích chiếc xe này có thể gọi điện vào số hotline dưới góc màn hình 0981 555 588 để ủng hộ cho đại lý Toyota Sua tại Hà Tử Liêm ạ. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở một clip tiếp theo ạ.